Xin chào cả nhà. Hôm nay mình có đi ăn lẩu dê á, sẵn đây á, mình quay lại cho cả nhà cùng xem với mình cho vui nha. Lẩu dê này quán Thanh Bạch ở Cần Thơ á cả nhà. Trong lúc chờ đợi đem lẩu ra thì người ta sẽ đem mì gói nè, hột vịt lộn, hột gà, rồi nước ngọt. Nếu mình thích uống nước ngọt thì mình kêu nước ngọt. Rau, hoặc các bạn uống bia thì mình kêu bia. Chao, mỗi người một chén chao để chấm thịt dê á cả nhà. Lò than này một chút nữa người ta sẽ đem cái lẩu dê lên để trên cái lò than này nè cả nhà. Đó, người ta đem ra cho mình rồi đó. Nồi lẩu này bổ lắm luôn nè các bạn ơi. Trong đây có tàu hủ kỳ, rồi khoai cao, bắp non, củ sen, đậu phộng. Ông xã mình để mướp vô cho nó ngọt nước á. Cho mình gói vào một chút nữa nó mềm là mình ăn được à. Cho thêm đậu hũ vào. Con trai mình thích ăn đậu hũ lắm các bạn. Mình thì thích ăn bún tàu lắm. Để bún tàu vô cái nở ra nó mềm, nó thấm cái nước súp á các bạn. À, mình ăn rất là ngon luôn. Đó, mình ăn miếng bún tàu. Ăn lẩu dê này mình thích ăn khoai cao với tàu hủ kỳ với lại bún tàu á các bạn. Mình ăn xong rồi, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà video kỳ sau.